Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bác Tô, mình là Bác Tô đây. Hiện tại thực sự đang rất là buồn ngủ, mệt mỏi rồi anh em ạ. Nhưng mà bây giờ ráng ra một video này cho anh em xem á, bắt đầu từ ngày mai mình sẽ cố gắng ra video đều hơn. Hiện tại hôm nay mình cũng không có cài game nhiều, nên là mình bây giờ khá là yếu. Và trong game này mình đang ở cấp 304. Lúc nãy mình mới vừa đổi qua cái Metal Bass này anh em. Thì cái... thực ra thì mình chắc là làm video này phải có một vài điều mình chê á anh em. Biết sao mình chê cái môi Metal Bass này. Đây là một cái loại vũ khí mà hiếm nhất game luôn. Nhưng mà anh em biết sao không? Thì có những cái điểm đáng chê trách là chiêu E, chiêu R nó thực sự là phế anh em. Đúng không? Tại vì vậy nè, khi mình sử dụng chiêu rõ ràng mình chạy nhanh hơn cái chiêu. Đó, anh em thấy không? Mình sử dụng mình chạy nhanh hơn cái chiêu. Cái chiêu mà chọi cái củ chài á thì mình vẫn chạy nhanh hơn nó, nên là hai chiêu này cảm giác nó hơi bị vô dụng. Đó, anh em thấy không? Có thể là những cái loại loại vũ khí khác á thì mình cảm thấy là nó kiểu là nó là sao ta, mấy loại vũ khí khác á thì mình ít sử dụng nên mình cũng chưa rõ, thì mình cũng sử dụng cái Duck Edber thôi. Chiêu Q của Duck Edber ít ra nó cũng còn một chút xíu tác dụng, ôi lộn, chiêu E đó. Còn về cái phần chiêu Q này thì tầm này chắc mình không sử dụng Q nữa. Chiêu Q này nó để lướt như vậy tầm này không sử dụng nữa rồi, nên là thêm một chiêu nó phế. Chỉ có một chiêu C nè. Chiêu C là chiêu thì có thời gian sử dụng cũng khá là chậm, nhưng mà được cái là những cái chiêu của Metal Bass nó có một lượng đam to anh em ạ. Mình nói về đam thì cho chắc là mình cũng không thể so sánh rõ được. Là về đam nhiều khi mình mạnh thì mình sử dụng vũ khí này mình thấy mạnh, chứ mình chưa test loại vũ khí kia. Để mình cũng treo mình treo auto lit để mình mạnh lên mà. Đó, cho nên là mình cũng chưa rõ như thế nào á. Nhưng mà thấy đam thì bây giờ là mạnh nè. Đó, chiêu C này tốc độ sử dụng hơi chậm nhưng mà đam cũng mạnh. Chiêu F thì đam cực kỳ to luôn. Đó, chiêu F là 6.001 máu. Thì với cái sức mạnh của mình hiện tại không biết là anh em có thể so sánh được không. Đó có nghĩa là mình đang strength mình là 375.188. Không biết là những cái loại vũ khí khác thì những cái loại vũ sức mạnh khác, những loại sức mạnh khác á thì ở mức sức mạnh này á thì ở mức strength này á thì đam nó có được như vậy không á. Còn thêm một cái ở chiêu F là hết rồi, còn chiêu G của cái này chủ yếu là hồi máu thôi. Mình thấy hình như là hồi máu đúng không anh em. Mình cũng không có rành về những cái one bet, không phải rành về cái phim đấm một phát chết luôn. Đó, cho nên là mình làm game này thì không có cái nhiều cái để nói á. Nhưng mà lỡ bị dính cái bị chơi game anh em à. Bởi vì bị chơi game có cái game bát rồi nên mình phải quay game, nhưng mà có thể là mình chơi game này chắc 1-2 video thôi, chứ mình nghĩ là mình không có chơi nhiều game này. Nói chung là lý do anh em biết tại sao mình không chơi nhiều game này không? Cũng bởi vì có cái game bát luôn á. Thật sự, đây mình sẽ quay về mình cho anh em xem lý do tại sao mình không chơi game. Mà nói chứ đầu tiên là mình tiếp ổi lộn. Tiếp theo là mình nên nói về chiêu đi, review chiêu đi. Chứ từ từ rồi mình phần đó mình sẽ nói sao á. Bình thường thì mình hay làm nhiệm vụ ở khu này nè anh em. Đó, thì tầm sức mạnh này mình làm ở đây. Thì mình sẽ đánh 3 con quái đây. Có thể là 50.000 kinh nghiệm này dụ 3 con quái cũng 3 con quái xong mình phải dụ thêm 2 con ở đằng kia. Rồi tính ra cũng khá mất thời gian đó anh em. Đó, dụ rồi xong ổi lộn là lại đánh thêm 1 con ở đằng kia. Đây này phải xài ship lock nè, này nó cứ bị quay mặt lên vậy. Nói chung là nó hơi bị giống anime fighting ở một số cái lỗi nhất định. Rầu, bây giờ phải là đây đánh 2 con, không biết nãy ai đánh con đó gần hết máu luôn. Được rầu. Đó, vậy xong là xong mình hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Đây là thời gian đó thì con boss nó sẽ ra và mình lại đây mình đánh cái nhận nhiệm vụ đánh con king. Đó, si king. Nhưng mà bởi vì ở đây anh em đánh hết rồi cho nên mình không đánh, là chủ yếu là combo ở đây á. Thì thông thường mình đánh thì đang tầm này á, mình chỉ xài sử dụng combo có 2 chiêu à anh em. Đấy, thì 2 chiêu là tức là vậy nè, mình xài chiêu C xong mình xài chiêu F. Chứ những cái chiêu như R chọi cái củ chạy chiêu E này á thì mình không có tận dụng nó cho lắm. Bởi vì á, cái chiêu E tầm sử dụng cũng ngắn, mà chiêu R này thì cho là có một lượng đam, thì đam này đam vàng chắc là đam chuẩn đúng không anh em. Nhưng mà nó cứ bị chậm chậm như thế nào á, mà mình thông thường mình không sử dụng nó để đánh boss, đánh quái. Chỉ là đánh boss thì mình có bao nhiêu chiêu mình xả hết thôi, chứ đánh quái thì 2 chiêu là chết rồi. Kiểu là vậy. Mà anh em thấy mình quay game này mình không có cảm xúc đúng không anh em. Bây giờ mình nói giải thích luôn tại sao anh em mình không có cảm xúc về game này. Thứ nhất á, là mình không coi hoạt hình đấm một phát chết luôn. Thứ hai á, là bởi vì mình có cái game bát. Đây bây giờ bắt đầu mình sẽ nói là tại sao luôn. Bởi vì mình có cái game bát nên mình không có cái cảm xúc trong cái game này.
Bởi vì thông thường á là anh em sẽ lại thằng Saitama đúng không? Anh em cài được cái yên đó, hôm qua mình nói là Bailey, anh em sửa mình lại, mình ráng cố gắng rồi này yên. Mình quên ha, tại bị bên kia là 35.000 yên. Đó thì anh em xem đi, mình cài được bao nhiêu? Mình cài hiện giờ mới 287.181 yên. Thì tầm này mình quay được có mấy lần? Quay được không tới 10 lần. Đó, thì chưa chắc nghĩ ra một vũ khí ngon. Trong khi á, là mình có cái game pass, trời ơi, mình quay đến cả đời. Đó, gọi là quay cả đời luôn. Trời ơi, thiệt luôn, mua cái có game pass cái mình quay hoài, muốn sức mạnh nào cũng có. Thành ra là bây giờ mình chơi game này không có mục tiêu. Ví dụ như bây giờ mình, ngày xưa mình cài yên đúng không? Mình cài yên á, nếu đúng không có game pass mình sẽ cài yên mình lại á, là mình mở sức mạnh. Ví dụ không ra được cái metal pass mình được những sức mạnh này kia, rồi sau này mình muốn bằng được cái metal pass tiếp tục mình cài yên. Còn bây giờ thì rõ ràng là mình bởi vì cái game pass nên mình không có mục tiêu chơi game anh em ạ. Game pass này làm lỗi quá, thật sự lỗi luôn. Ngay từ video đầu tiên mình làm mình nói game này lỗi phải luôn. Bây giờ thật sự là game pass nó lỗi. Đó, cho nên là mình nghĩ là nếu ra một cái game pass như thế này thì ngay tại thời điểm này thì game này chơi như vậy sẽ mau hết quá, bởi vì có game pass. Đúng không? Còn về cái phần bản đồ này kia, game này chưa làm xong cho nên mình đâu có đánh giá được cái gì đâu anh em. Này nhìn là biết là chưa làm xong rồi. Đó, như mấy cái phần này biết đâu đây là cái nhà, cái cục đất. Đó, ví dụ như đây ngày xưa, sau này người ta thêm cây cối vào cho nó sinh động, còn bây giờ hiện tại chưa thấy gì cả. Nói chung là giống như là mấy cái vùng đất thôi. À, thế nói với chúng mình nói cũng có liên quan vậy. Cái game này bây giờ nó cũng chỉ có một cái thành phố như này thôi. Sau này chắc là mình dự đoán á, là phía bên kia nè, cái phía mà có thằng boss bên kia chắc chắn bên đó là một cái thành phố anh em à. À, bên đó sẽ là một thành phố gì đó mình không biết, nhưng mà nó sẽ là một thành phố. Còn bên khu này mình vẫn chưa hình dung ra, có thể đây là một khu rừng. Admin nó sẽ làm đó, khu rừng. Còn bên kia chắc có thể là sa mạc. Đó, nếu những cái đảo nó gần gần nhau vậy chơi nó dễ nè anh em. Không biết sau này có đẩy ra xa không, chứ mình thích là những cái đảo gần gần dễ di chuyển, chứ xa quá thì khó. Còn về nhiệm vụ thì chắc là những NPC nhiệm vụ sau này sẽ bị dời ra thôi, chứ không có để đây nữa đâu. Đây là tới cái thành phố Quang Tàn. Không biết bây giờ mình đánh nổi thằng Rider ở đây chưa. Thôi nghỉ. À mình thì nói chung là bây giờ mình còn yếu lắm, nghĩ skin mình đánh còn thấy tốn thời gian, chứ đừng nói chi cái con đó. Thằng đó là Rider đúng không anh ta? Tại có ai đó kêu mình đánh thằng đó nên là nói thằng đó là Rider. Trời ơi, chắc là mình nghĩ là game này mình bay tới cái metal pass là mình không có cái gì làm đúng không anh em. Anh em nào commenter ý tưởng là kêu mình làm gì này làm kia đi, chứ mà thực sự bây giờ mình không biết làm gì. Chứ game này nè, là mình có đội, mình có nghĩa là mình đủ level nó sẽ unlock chiêu thức. Đó, cái nghĩa là mình cấp 200 là unlock tất cả chiêu thức rồi. Cho nên là mình không cài mastery của một loại sức mạnh hay là một loại vũ khí. Ví dụ bây giờ mình có metal bat, cái mình đổi qua cái superhuman, thế là mình có tất cả chiêu superhuman. Thành ra mình không có cài nhiều, mà chủ yếu là cài yên để đổi vũ khí thôi. Thành ra là mục tiêu mình cài bây giờ nó còn ít. Game này chắc là sau này thì người ta cập nhật thêm á, thì nó sẽ có nhiều thứ, chứ bây giờ tạm thời thì quá ít. Đó, quá là ít luôn. Khổ thiệt chứ. Gặp đã đáng lẽ là phải có nhiều thứ để làm lắm chứ, mà anh Tấn nó mua cho mình cái game pass, giờ mình không biết làm gì trong game này luôn á anh em ơi. Khổ thiệt chứ, đổ thừa tại thằng Tấn à. À mà nói chứ có nhiều anh em là commenter nói là hỏi là Tấn phá robot vậy anh có giận hay không. Thật sự thì mình nói cái đó không có cái gì để giận hết á. Tại vì sao, anh em thấy cái chữ robot Việt trên đầu trên đây không? Trời ơi khổ lắm, có 1000 robot mà. Đây thì chắc là lần sau, hôm sau mình sẽ làm video hướng dẫn cho anh em, là nói cho anh em thấy, cho anh em thấy là tại sao mình không cần làm nhiều vẫn có robot tại robot Việt. Đấy, thôi được rồi, anh nghĩ là quảng kênh này mình nói vậy anh em nói mình quảng cáo chứ mình nói về cái gì anh em sẽ nói mình quảng cáo. À mà nói chứ nãy giờ bình luận game mà nãy nói hoài lời hơi bị nhiều quá, nhưng mà thật ra thì chắc mình không biết làm cái gì trong game này chứ. Thật sự luôn á, mình thật sự mình xin lỗi anh em lúc này. Đó là mình không hiểu về cái phim hoạt hình. Cái này là cái mục tiêu cài, bây giờ là bị Tấn làm hết cái game pass nhưng mà nó biết làm sao rồi. Là chắc là video này nãy giờ nó quay lời quá rồi, bây giờ mình nghỉ đi, không quay nữa. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha anh em. Thì các bạn cảm thấy sao về video này? Đây là bình luận bên dưới và ngoài kia nó góp của bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, gặp lại, bye bye anh em nha.